Ok, hai chào các bạn. Thì đây cũng là bài bài cuối cùng rồi. Hôm nay mình là bài tổng kết nè. Hôm nay mình sẽ giải quyết cho tất cả các bạn về những thắc mắc nhỏ trong Camtasia, nhưng là đó là những sai lầm, đó, những sai lầm mà các bạn hay mắc phải nhất. Đó. Nó vì sao không mở được file trong Camtasia, cái thanh ô cửa sổ này là gì rồi, hay là chèn ảnh không lên rồi á, bất cứ những cái gì mà các bạn hay thắc mắc. Đó. Rồi, ok, thì cửa sổ đây làm gì? Cửa sổ đây để quay màn hình thì mình đã có một bài rồi. Đó, nếu bạn nào có quan tâm thì quay lại bài số 3, bài số 3, hướng dẫn quay màn hình. Ok, thì đó là, rồi ok, thì bây giờ mình sẽ ẩn cửa sổ Camtasia lên này. Mình sẽ mở một cái này nè, nhỏ nhỏ, ví dụ như giờ, ok, thì các bạn thấy không? Chúng ta có những cái video, những bài trong cái mục mà music thì rất là hay đó, những video nhạc rất là hay, nhưng vì sao mở nó không lên? Để các bạn vừa vô Camtasia nè, cái này rất là nhiều thì rất mắc phải. Ví dụ như vô phần music nha, mình xuống tải xuống nè, vô phần video, vô phần music đây, các bạn không thấy nó có mục này nào đó, thì các bạn hiểu biết cái nguyên nhân là vì sao không? Nó vì cái đuôi á, đuôi của Camtasia á, nó chỉ nhận diện cái đuôi M4 thôi, còn cái video đó chắc chắn không phải là đuôi M4 rồi, nên nó không không có nhận diện đó, nó chỉ cho đó các bạn click vào bất cứ một cái video nào đây, mở thuộc tính nè, thì các bạn click chuột phải bấm vào thuộc tính nè đó, còn nếu mà tiếng Anh là property á, bạn thấy chữ tệp nè, chữ M cover nè, việc của các bạn là các bạn đổi đuôi thành M4 thì nó sẽ nhận diện được thôi đó. Thì ok, mình đã đổi đuôi sẵn nè, đây bây giờ nó đuôi M4 nè, các bạn click chuột phải nè, bấm thuộc tính nè, thì M4 nè, nó nhận diện nè, chứ không có bất cứ một cái video nào mà không đưa vô Camtasia được nha. Đó, ta giải quyết thắc mắc thứ nhất. Ok, giải quyết thắc mắc thứ hai là vì sao chèn ảnh không lên. Vì sao chèn ảnh không lên, nó có hai nguyên nhân nha. Ví dụ thử ha, ví dụ như chèn ảnh đây, chèn cái mình có một cái video, mình thấy cái bông sen đây chèn rất là đẹp, chèn xuống mà sao thấy nó không lên, tại vì rất đơn giản, bạn không có kéo con trỏ chuột đây tới ngay phần bông sen lấy đầu lên đó. Rồi nhiều bạn nói vì sao chèn ảnh nó không lên, thứ hai là như gì, ví dụ như bạn có một cái bông sen này đúng không, rồi bây giờ bạn chèn vô cái đó, bạn nói ủa cái bông sen bạn nó mất, vì sao chèn hai bức ảnh vô mà sao bông sen bạn nó mất, cái này là bạn nghĩ nghĩ suy nghĩ đây là các bạn mới mới học nè đó, các bạn không có, cái đây là các bạn nói đơn giản á, nói rất đơn giản là lớp trên đè lên lớp dưới thôi, cái bông sen nó cũng nằm chỗ đây nè, từ từ một số bạn thì nói ủa tại sao tôi muốn kéo cái đây ra mà nó không được nữa nè, đúng rồi, đúng rồi, mình giải quyết đây luôn nè, mình theo ví dụ như theo tôi muốn kéo cái bông sen, các bạn biết nó kéo cái bông sen mà nó không ra, tại vì bạn đang chọn cái bông sen đây, bạn thấy tít xanh không, bạn muốn muốn mà làm việc với cái màu cái bông sen cái đó sen này á, là bạn phải tít lên đó nè, đó búp sen này bạn tít lên đó bạn kéo nè, đó nó mới ra, chứ còn bạn tít trên này bạn thấy ok mà sao mà kéo nó hoài nó không ra ta, sao cái này nó bị lỗi như sao á, bạn kéo ra thử về đây coi thứ này, bạn đang kéo cái bông sen á, bạn đang kéo cái ảnh phía dưới, việc của bạn là bạn phải tích là vào cái mục được chọn nó hiện màu xanh á, thì bạn kéo bạn mới thấy được cái kia, rồi ok, cái đó giải quyết thắc mắc đó ha. Rồi ok, những cái thắc mắc nữa là một số bạn nói tại sao cái chữ phụ đề á, lúc mà mình ghi nè, cái chữ phụ đề ghi phần caption nè, hoa đi, ví dụ như là hoa sen đi, ghi nó rất là ghi khổ công luôn khi mà xuất ra nhưng lại nó không có đó, là mình cái đó là một trong những lỗi cũng hay hay mắc phải khi các bạn xuất ra cái tình setting này đúng không, bạn bấm next đúng không, các bạn chọn một bốn bấm next đúng không, thì các bạn chịu khó qua phần option đây nè, các bạn click phần tại nó đang bật chế độ close caption nè, là nó tắt cái chế độ đó đây, khi mà xuất ra là nó không có cái hàng chữ đó, thì các bạn tích cái đây cho mình nè, mình hướng dẫn rất cụ thể, nhưng nếu các bạn nào mà xem vắn tắt thì các bạn vẫn biết, bạn nào mà xem cái bài đây duy nhất không các bạn vẫn biết à, Banner in caption đó, click vào lúc đó bạn xuất ra thì nó sẽ có hàng chữ mà phụ đề để cho bạn nha,
Đó, hôm nay mình không có nói. Đó, hôm nay là clip tổng tổng kết rồi. Mình sẽ không có nói bất cứ một cái bài gì mà chính xác hết, mình chỉ hướng dẫn một số cái thắc mắc của bạn thôi. Mình chỉ nói còn như là tổng quan luôn những cái thắc mắc mà mọi người hay mắc phải thôi. Đó. Ờ, các bạn thấy cho đây nè, các bạn là thắc mắc tại sao mình kéo không được, thấy người ta kéo không hay quá mà sao đưa vô kéo hoài kéo không được, nắm nó di chuyển cho nó kéo kéo vào, mình muốn kéo vào kéo không được. Đây nè, cái đây là bạn đang tích chế độ là để nắm kéo nè, chứ không phải là bạn kéo vào. Kéo vào là bạn phải đưa vô ngay chấm tròn nè, khi nào có mũi tên hai bên nè bạn mới kéo được nó đó, bạn thấy không? Còn các bạn muốn kéo nó nhỏ lại phóng to ra nhưng mà bạn không muốn thay đổi hình dạng thì các bạn đưa lên góc nè. Ở nhiều bạn nói thử kéo mà muốn không muốn thay đổi hình dạng đưa lên góc, đưa lên góc kéo nè, nó sẽ không thay đổi hình dạng nha. Đó, các bạn rồi giờ các bạn muốn di chuyển chỗ nào là yêu thích, tùy quyền yêu thích của bạn. Còn đây là kéo, đây là thay đổi hình dạng, thấy nó mấp mó liền không? Các bạn nào kéo hai bên cũng được, kéo quay kéo lại để cho chỉnh cái ảnh cũng được, nhưng mà nhiều cái quan trọng thì mình không muốn nó thay đổi hình dạng hả. Rồi đó là thắc mắc, một số thắc mắc á. Rồi bây giờ ví dụ như các bạn thắc mắc một số thắc mắc cái này nè, các bạn giờ muốn cắt cái này nó nhỏ 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 lại chứ không muốn thay đổi hình dạng mà cắt lấy cái này nhỏ nhỏ lại thì làm cái nút đó chỗ nào. Rồi thì nút đó rất là đơn giản, đây nè, nút đó là thanh trên đây nè, lúc này bạn thấy nó khi mà nó hiện ra những chấm màu xanh bạn kéo ra chỗ nào thì là cắt chỗ đó. Đó, việc của bạn bây giờ bạn nắm bạn bỏ chỗ nào tùy thích của bạn thôi. Đó rồi, bạn muốn tắt cái chế độ đó thì sao, bạn tích nó một lần nữa thì nó sẽ tắt cái chế độ mà gọi là cắt màu xanh đó. Rồi một số bạn đó, mà cái đó nó hay chỗ này nè, mình quên nói cái chỗ đó nó hay chỗ này nè. Ví dụ bạn chọn như nó đúng không, bạn tích vào chỗ này, bây giờ bạn muốn phục hồi nó thì sao, bạn việc bạn nắm kéo ra thôi nó sẽ phục hồi lại y như cũ, nắm kéo ra nó phục hồi lại y như cũ. Thế giờ muốn tắt chế độ click click vào lại một lần nữa. Rồi còn một số bạn nói tại sao cái này nó không full màn hình, thì bạn nắm ra bạn kéo nó full thôi chứ cái mặc định của cái ảnh của bạn là nó đang nhỏ, nó sao không có đủ cái full màn hình, bạn kéo ra đó là nó full màn hình thôi. Rồi đó là những thắc mắc. Rồi à, một số bạn ví dụ như bạn lồng một bài nhạc vô, đây đây nhạc đây, đây đây lồng bài nhạc vô, bạn lồng bức ảnh, bạn lồng bức ảnh, bạn làm một bức ảnh, bạn muốn cái bức ảnh đó nó kéo dài từ đầu tới cuối luôn thì làm thế nào mà sao nó xuất hiện mấy giây à, thì việc của bạn á là bạn kéo cho bức ảnh đó, nó dài bằng cái đoạn nhạc, chứ bạn kéo quá ngắn thì xuất hiện quá ngắn thôi là đó là đúng rồi đó. Rồi ok, thì ví dụ như giờ gì đúng không, trong một đoạn video giờ tôi muốn đó có nhiều đoạn video chung nhau, bây giờ lấy cái ví dụ này, tại sao tôi cắt không muốn cắt hàng trên, không muốn cắt hàng trên mà tôi cắt muốn hàng dưới à, mà sao tôi click vào nút mà clip B đây này mà nó cắt hàng trên không ơi. Bạn muốn cho cái đường cắt đây nè nó cắt một lần, nó cắt một nhát là đứt tất cả, thì mình có cái thủ thuật đây nè, Ctrl A bạn click một phát là đứt hết luôn nè, mình nắm đem kéo nè, bạn thấy nó đứt hết không? Đó. Còn bạn muốn nó đứt cái phần dưới thôi, còn hai phần trên nó không đứt, để các bạn dễ làm việc hơn thì đơn giản click vào nó khi một khi nó hiện màu xanh rồi thì click vào click click đó là nó cắt cái đó, chọn cái nào thì cắt cái đó thôi chứ làm sao ấy, chỉ muốn cắt một nhát đứt luôn là Ctrl A rồi cắt nó thôi là nó cắt một nhát đứt luôn. Tại sao cái nút này nó không hiện, đâu có chọn cái nào đâu, nó biết ngõ sao nó cắt cái nào, bạn muốn cắt cái nào thì bạn chọn vô. Còn ví dụ như bạn muốn cắt hai cái đây thôi, chưa cái đây ra thì rất đơn giản, click vào nó rồi nhấn nút Ctrl nhưng mà phím chọn tiếp, click chuột tiếp đó, nó xanh hai cái đó rồi click nó là nó sẽ cắt đảm bảo luôn. Đây giờ mình cắt một phát lại đứt hai nhát nè, dưới không đứt nè, dưới không đứt nè, hai trên nè, đó đó là những cái thắc mắc. Rồi một số cái nữa là vì sao kéo không được, kéo gì kéo gì đó, vì sao kéo nó không được, tại vì rất là đơn giản, kéo ra hoặc là kéo ra luôn chứ còn không kéo đụng, nó rất là khó. Các bạn muốn gì đó các bạn phải thêm rắc, thêm cái rắc rắc đây là lớp nè. Còn hình ảnh nãy mình hướng dẫn các bạn phần nào trên cùng là phần hiển thị,
cứ thằng nào trên cùng là phần hiển thị à. Ví dụ mình kéo vô đây ha, đó thằng này trên trên cùng nè, nó trên này nó đè xuống dưới thằng ấy nè, đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi một số bạn nói vì sao để xoay chỉnh màn hình thì cũng như cái phần nãy thôi, sẽ chỉnh màn hình thì nó cũng y vậy thôi. Khi đây hiện ra nó bốn mũi tên đúng không, cái nút bên cạnh nè nó có một cái vòng xoay nè, thì các bạn có thể xoay chỉnh tùy ý nè. Đó mình muốn lật ngược lại cũng được nữa, muốn lật ngược lại cũng được nữa. Đó đó rồi ok. Đó vì sao xoay chỉnh màn hình à, rồi vì sao xuất video quá mờ. Ok thì vì xuất video quá mờ thì do bạn cài đặt thôi chứ làm sao. Đó sai nè, bạn chọn sai phù hợp đó, bạn chọn đây, bạn bật cái chế độ bạn cái đây, bạn chọn nó 42% sao nó rõ được. Đó mình khuyên các bạn là cỡ 75% nha, thì bạn xuất ra nó rõ thôi, lý do chất lượng đầu vào của các bạn nữa đó. Ok rồi, vì sao video tải lên YouTube quá nặng. Ok, tải lên nặng hay nhẹ là cũng do cái thanh đây nè, các bạn thấy không, nó có hàng chữ là màu đỏ nè. Ví dụ như trên 75% này nó có cảnh báo nè, nếu bạn bật cái chức năng này nè, trên 75% nè, nó thì nó chỉ thay đổi cái file đó, nó làm cái file đó nó nặng hơn nè, đó nó làm thay đổi cái file đó, rồi nó cũng làm luôn thay đổi một số hình ảnh, nhưng mà thay đổi hình ảnh ở đây là theo chiều hướng tốt nha, có nghĩa là cái rõ thì nó sẽ nặng hơn, cái gì cũng có cái giá của nó, rõ thì nó nặng hơn thôi. Rồi bạn xuất ra nó cũng lâu hơn, rồi bạn up lên YouTube nó cũng nặng hơn nữa. Đó ok đó, rồi ok thì một số lưu ý với âm thanh làm việc hình ảnh thì mình nó cũng lưu ý rồi, một số lưu ý với âm thanh hình ảnh nè. Ok thì mình cũng tổng hợp chi thôi. Còn các bạn nhiều các bạn thắc mắc ủa tại sao hướng dẫn mà hướng dẫn không hướng dẫn với trên đây nó rất là nhiều gì. Cái phần trên đây là những cái phần trên đây là các bạn không có cần quan tâm đến gì á, file edit rồi nè. Đó thì ở chỗ đây nè có Xbox Inbox Media, thì cái trong cái khoảng trắng này bạn có thể Inbox Media rồi, các bạn có thể đưa file trong cái khoảng trắng này rồi. Đó ở đây nút đây nó cũng có cái nút có hết trên màn hình đây rồi, không cần vào đây nè, các bạn thấy không. Ví dụ như ở chỗ đây nó có caption nè, ransom nè, thì ở trên đây nó cũng có caption ransom nè, thì trên đây các bạn không cần quan tâm. Còn một số bạn thì hỏi vào những cái thanh đây để làm gì thì mình cũng không có sử dụng lắm, chỉ sử dụng thanh cắt là nhiều thôi. Còn cái nút đây là gần như là đây đó, nó cũng như trong trong Photoshop vậy đó, nó cũng nắm được kéo nè, kéo nguyên luôn nha. Đó rồi ok đó, thì các bạn hiểu cái gì á. Đó rồi thì còn cái nút đây thì nó làm gì, cái nút đây thì các bạn đừng quan tâm làm gì, nó có thể bạn nắm kéo cái ô màn hình bạn muốn xem nè, tùy ý nè, nè đó thấy chưa, đó bạn có thể nắm kéo màn hình tùy ý. Rồi các bạn hỏi thắc mắc là từng cái đây, ok thì mình cũng giải thích cụ thể ở bài cơ bản rồi, nhưng mà không thể nào giải thích hết được. Lý do vì sao, nếu mà giải thích cái này từng cái á, thì nó cái thời gian của một đoạn video mà giải thích cơ bản á, nó sẽ lên tới tập cả 2 tiếng tới 3 tiếng mà giải thích vẽ đó cũng cơ bản thôi á. Để mà giải thích sơ qua thôi thì để cho các bạn hiểu chức năng thôi, để làm những cái cơ bản thì chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Ví dụ như phần zoom đây đó, bài cơ bản thì ai giới thiệu phần zoom được đó. Ví dụ như phần visual property đi, cái phần này là một trong những phần mà nhấn mạnh nhất đó, nó là một trong những cái là hay nhất của mà Camtasia, thì mình không thể nói một lần được, mình sẽ có một cái bài nói riêng về từng nó, từng cái một đó. Các bạn có một cái thói quen này là mà chung luôn á, mà mình cũng vậy nữa chứ không phải là ai khác, xem quá dài thì nản, mà hướng dẫn quá kỹ á thì là không thích, mà khi mà chỉ nhiều á, chỉ thiệt là nhiều luôn á thì là không thích xem, mà chỉ ngắn thì nói làm sao là vậy, giải thích cái đây gì? Ông đó giải thích cái đây, còn cái đây thì không nói, nó nói sao nó ít quá, tại cái phần đây á thì để người ta phải làm nói, mà trước sau mình cũng nói thôi, mà đó thì mình cũng nói ha, một số cái đây nè mình nói hết, nhưng mà cái đó là để nói một bài riêng, chứ nói một cái mà trong cái phần cơ bản thì không được. Đó thì cái đây nè, các bạn có muốn xem thì quay ngược lại một số bài, ví dụ như bài 11, 12 gì đó, một số bài đó đó các bạn xem ha. Ok thì giải thích cái phần đó là cũng gần như hết rồi, hết ý của mình rồi đó, một số lưu ý hình ảnh âm thanh và video thôi đó. Rồi
đó là những thắc mắc. Ok, vì nó còn một số bạn nói vì sao ví dụ như cái chữ đồ đây nè, mẹ ví dụ như mình thêm chữ đây đúng không, cái đây à, sao thêm được, bạn phải click vào vô cộng để mới thêm được chứ, ví dụ như đây nè đó, giờ bạn thấy không, hai chữ T nè, cái đây nè, rồi ok đúng không, thêm chữ nè, A B nè, làm việc là làm dưới thanh bên đây thôi, không có liên quan gì đấy, đây là chỉ phần hiển thị thôi đó, đây là chỉ phần hiển thị thôi, bạn làm việc với nó là bạn phải hiển làm việc dưới thanh phần hiển thị thôi, chứ còn không có liên quan gì tới đây á đó. Thì các bạn cứ hiểu vậy á đó. Đây nè, bạn tắt cái tay đi bạn mới kéo nó được nè đó, đây chỉ là phần hiển thị thôi, bạn nắm kéo nó được, kéo to phun nhỏ được hết á. Rồi ok, thì tổng kết lại Camtasia thì mình cũng hướng dẫn gần như hết rồi ha, qua bữa hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn những phần mềm khác. Ok, nếu các bạn nào thấy thích kênh của mình thì đồng hành cùng mình. Ok thôi, thì hết Camtasia thì mình cũng hướng dẫn, mình cũng xin chúc các bạn có những kiến thức thật bổ ích và làm ra những video hay thật hay để phục vụ mọi người trên mạng ha. Ok, bye bye.